qua tu a ra tu samma Bhūta sanā Bhūta sāphagā vātō ārāhātō sāmmā Tā sanā Bhūta sāphagā vātō ārāhātō sāmmā Sāmbhūta sāṁ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lớp học chúng ta tiếp tục học bài kinh số 119, kinh Thân Hành Niệm. Ca Giá Rá Tà Xá Tí Xuất Tá. Bài kinh này được Đức Phật Ngài thiết tại ở Sa Vách Thi, Xá Vệ, chùa Kỳ Viên, Chơi Tá Va Đá Vi Hà Rá của ông Cấp Cô Độc A Na Tha Bình Đi Cá. Rồi một số tỳ kheo sau khi buổi ăn khắc thực trở về đang tụ họp tại hội trường, và đây là duyên khởi bài kinh số 119 mà Đức Phật Ngài đã giảng dạy cho các vị tỳ kheo. Thì bài kinh này, cái điều thứ nhất là Đức Phật Ngài đã giảng dạy cho các vị tỳ kheo niệm về cái hơi thở vào, hơi thở ra. Tức là một cái vị tỳ kheo ngồi ở dưới gốc cây, ngôi nhà trống, hoặc ở trong rừng, vị tỳ kheo này tu tập về cái hơi thở. Hơi thở vào, biết hơi thở vào. Hơi thở ra, biết hơi thở ra. Dài hay ngắn, vị tỳ kheo này hay biết. Niệm về hơi thở là chúng ta đã học bài kinh số 118. Và bài kinh này phần thứ hai trong bài kinh Thân Hành Niệm, bài kinh này Đức Phật Ngài dạy về tứ quay nghi. Tức là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi. Đây là tứ đại quay nghi. Khi chúng ta đi cũng phải có sự chánh niệm tỉnh giác, đứng cũng chánh niệm tỉnh giác, nằm cũng đứng niệm tỉnh giác, ngồi hay cũng chánh niệm tỉnh giác. Và Đức Phật Ngài cũng dạy về về tiểu quay nghi đối với những vị tỳ kheo. Thí dụ như là đắp y tăng già lê, hay là gì, khi đang khi ăn cái tay múc thực phẩm hay là đụng vào bình bát, và khi từ từ đưa vào miệng rồi ăn nhai, vân vân, cũng giữ chánh niệm tỉnh giác. Khi mà do tay do tưng do chân ra, rồi khi mà chúng ta có mồ hôi lau mặt, vân vân, và tất cả những cái tiểu quay nghi đó đều phải có chánh niệm tỉnh giác. Và nếu như quý vị Phật tử trong đời sống hàng ngày, thí dụ như là quét nhà, giặt quần giặt áo, chạy xe, rồi chúng ta đi vào cái công sở hay công ty, khi mà chúng ta đi cũng bằng gì, bằng cái sự chánh niệm, và khi mang dép cũng gì, cũng chánh niệm tỉnh giác. Đó là những cái gì, những cái tiểu quay nghi trong đời sống hàng ngày. Và kể cả khi quý vị Phật tử đi vào nhà vệ sinh, đại tiện tiểu tiện cũng phải gì, phải giữ tâm chánh niệm tỉnh giác. Vậy tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta tu tập thiền định, mà chỉ cần một cái thời gian là 10 phút hay là 5 phút, mà kể cả trong nhà vệ sinh toilet, nếu như chúng ta không có tâm chánh niệm, thì lúc này là cái tâm phóng dật chúng ta gì, nó sanh khởi ngay trong cái thời điểm đó.
Bởi vì chúng ta là những người Phật tử hay là những vị sư mà tu tập trên con đường giới định tuệ, mà đang thực hành trong pháp môn thiền định, mà chúng ta không phải là một vị A-la-hán. Còn đối với vị A-la-hán thì Ngài là chánh niệm automatic. Mà đối với những người mà phàm phu giống như chúng ta thì rất là dễ bị thắc niệm. Chính do bị dễ thắc niệm như vậy là chúng ta phải gì? Chúng ta phải tập để gì? Dựa vào cái thân này giữ gì? Giữ chánh niệm. Khi mà chúng ta ngồi thiền, rồi chúng ta đi kinh hành, chúng ta nằm, vân vân. Và kể cả những trong đời sống hàng ngày chúng ta phải gì? Chúng ta phải tập để giữ chánh niệm. Và kể cả gì? Chúng ta đeo khẩu trang, rồi chúng ta liếc qua, chúng ta nhìn, chúng ta không phải có sự tỉnh thức. Mà lúc nào không có tỉnh thức là lúc đó gì? Lúc đó chúng ta đang gì? Đang thắc niệm, mắc chánh niệm. Cái chánh niệm này là một cái liều thuốc bổ. Mà chúng ta càng có chánh niệm chừng nào, nhiều chừng nào á, thì chúng ta mới có cái tâm định tĩnh. Nếu như chúng ta thất niệm thì cái pháp bất thiện đó nó có sẽ có cái cơ hội, nó sẽ xen vào đây, nó sẽ dẫn dắt cái tâm của chúng ta. Mà quý vị biết rằng là cái tâm á, nó bén dữ lắm. Mà nhất là những người á, mà càng mà ép mình chừng nào á, vào một cái khuôn khổ. Vì trong cái đời sống của chúng ta thì chúng ta nó phóng túng rất là nhiều. Nên khi mà phóng túng nhiều như vậy thì chúng ta bị thắc niệm. Khi mà thắc niệm như vậy là chúng ta cũng chả cần quan tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta đã vào cái khuôn khổ để tu tập chánh niệm tỉnh giác, nhất là gì về cái thân hành niệm này, mà khi mà chúng ta gò cái tâm mình vào một cái khuôn khổ, thì lúc đó gì? Là cái tâm mình phóng túng nhiều quá, nó thành một cái thói quen. Bây giờ muốn huấn luyện tâm thì nó rất là khó. Nhưng mà trong một thời gian, thí dụ như là chúng ta đi vệ sinh hay là chúng ta tiểu tiện, đại tiện, mà cái thời gian đó thôi phải là 10 phút hay 15 phút. Và kể cả khi mà chúng ta tắm, mà nếu như mà chúng ta không có cái chánh niệm tỉnh giác nằm ở đây á, thì cái pháp bất thiện nó sẽ gì? Nó sẽ cơ hội này nó sẽ xen vào. Ví dụ như trường hợp mà khi mình tắm rửa, mình nói trời sao cái thân này nó đẹp quá, tại sao tôi đẹp như vậy? Khi mà mình dính mắt vào cái thân của mình á, mà cái thân này là chúng ta thấy là cái bài học hôm nay rất là sâu sắc. Cái thân là bất tịnh. Mà khi mình tắm rửa mình kỳ, mình thấy ôi sao người mình đẹp. Mà những mà người mà đàn ông mà tướng mà to con mà tập tạ nữa. Mà tại sao mình tập tạ? Tại vì mình dính mắt vào cái body này, dính mắt vào cái thân mình, nên mình cố gắng để tập để cho nó đẹp. Và khi mình học Phật rồi, Đức Phật ngày dạy cái thân này bất tịnh. Nên là hai cái con đường chúng ta thấy gì? Nó trái ngược với nhau. Nên những người mà có cái thân đẹp mà nóng bỏng, phụ nữ hay là đàn ông. Đàn ông thì nóng bỏng theo kiểu là mạnh, mạnh mẽ. Còn cái người mà phụ nữ nóng bỏng theo kiểu là gì? Nhu. Tại vì cái người đàn ông là biểu hiện sự mạnh mẽ là giống như là gì? Phải tập tạ cơ bắp. Rồi những người phụ nữ phải cái body làm sao nó thon thả, nó đẹp. Vâng vâng. Và những người nào mà có cái body mà nó đẹp như vậy á, mà khi mà tắm á, tắm rửa, mình nhìn vào cái thân của mình á, mình thấy trời sao cái thân tôi đẹp quá. Và lúc này là gì? Cái tâm thắc niệm nó sanh khởi, nó chạy theo. Trời ơi, cái da, bắt đầu lấy cái bàn tay, mình cái cảm xúc mình vuốt vào cái da của mình. Ủa sao thấy da tôi trắng mà nó bóng mà nó đẹp. Mà bắt đầu vuốt lên cái mặt. Ủa sao cái mặt tôi bây giờ, sao lúc này sao nó đẹp, nó không còn bị nhăn nhiều. Ví dụ như bây giờ cái tuổi 40, cái tuổi 50, mà 50, 40 mà cái tuổi mà nó như vậy mà nước da nó đẹp. Chắc nhiều người thấy tôi chắc cũng chết mơ chết mỡ. Chỉ cần nhiều đó thôi là gì? Cái tâm nó dẫn dắt mình đi. Vậy đây gọi là gì? Cái tâm phóng dật. Bởi tâm thắc niệm. Nên cái bài kinh này nó dạy cho chúng ta rất là kỹ. Mà khi mà đại quay nghi là đi đứng nằm ngồi, và những cái tiểu quay nghi trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải cố gắng để gì? Cố gắng để giữ chánh niệm. Khi mà bị thắc niệm, chúng ta quay hay biết, rồi sao? Làm lại từ đầu. Thắc niệm rồi làm lại từ đầu. Thắc niệm rồi làm lại từ đầu.
điểm trở lại làm lại từ đầu. Vì cái tâm chúng ta rất là dễ bị gì? Bị thắc niệm. À, nhớ nó như vậy. Vì chúng ta là những người gì? Những người mà tu tập. Nó giống như đứa bé vậy đó. Đang tập đi nó té. Thì phải đầu sao cố gắng gì đứng dậy. Tập đi tiếp. Té. Cố gắng đứng dậy đi. Tập đi tiếp. Vào cái một cái thời gian thì sao? Từ từ á. Đứa bé nó sẽ có cái kinh nghiệm. Và từ từ sao? Nó sẽ đi được. Đối với những vị hành giả mà cố gắng để gì? Để chuyên. Để mà tu tập á. Lúc đầu chúng ta thấy chúng ta thắc niệm dữ lắm. Mà tại sao chúng ta thấy thắc niệm? Vì bình thường chúng ta có niệm đâu mà thắc. Bây giờ chúng ta có niệm nên chúng ta mới biết là chúng ta gì? Chúng ta có thắc niệm. Là cái chỗ này rất là hay. Và bình thường chúng ta si mê lắm, chúng ta đâu biết. Nhưng mà khi mà chúng ta có tu, chúng ta mới thấy à, chúng ta si mê nhiều. Vì chúng ta thấy được đây là si mê nhiều. Vì chúng ta thấy được đây là gì? Thắc niệm nhiều. Nên mình gì? Nên mình mới cố gắng để gì? Tu tập để gì? Để chánh niệm tỉnh giác. Dựa theo gì? Dựa theo cái thân này. Là đây là một cái điều là gì? Cái điều thứ thứ hai quan trọng trong bài kinh. Kinh thân hành niệm. Và cái điều thứ ba quan trọng trong bài kinh này. Đó là gì? Quán gì? 32 thở trượt. 32 thở trượt là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gan, xương, thận, tủy, tim, gan, hoàn cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân mạc, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mỡ, nước mắt, nước da, nước miếng, niêm dịch, nước ở, khớp xương, nước tiểu. Đây là 32 thở trượt. Cái thân này là cái thân bất tịnh. Ví dụ như là chúng ta thấy là cái da của chúng ta. Cái da nó sẽ che những cái xấu ở trong cái thân. Ví dụ như là cái da này nó che gì? Nó gân nè. Giống như là máu mủ. Rồi cái da này nó che ở trong gì? Ruột, ren, phèo, mỡ, vân vân. Mà có những người á, mà nói rằng á, là khi mình tắm rửa mà trở nên người mình nó sạch sẽ. Nhưng mà sạch sẽ theo kiểu gì? Theo kiểu phàm phu. À, nhớ cái gì? Cái sạch sẽ phàm phu này sao? Là nó sẽ so sánh với một người mà 10 ngày không tắm. Với một người một ngày tắm 2 lần. Thì một người một ngày mà tắm 2 lần á, thì nó chắc chắn là nó sạch sẽ hơn là gì? Là cái người 10 ngày chưa tắm. Vì 10 ngày chưa tắm là sao? Quần áo, mồ hôi, vân vân. Nó sao? Nó bốc mùi. Ê là 3 ngày mà chỉ không đánh răng thôi là nói chuyện là gì, cái mùi gì, nó có mùi hôi thối. Thì cái người này là một ngày đánh răng 3-4 lần thì nó sẽ sao? Nó sẽ sạch hơn. À, đối với những người 3-4 ngày gì chưa đánh răng. À, vân vân. Nhưng mà đây là để gì? Để so sánh đối với những người mà phàm phu thấy những cách nó gì nó thô thiển nhất. Nhưng mà đối với người học Phật thì nó nhìn nó khác. Cho dù một ngày anh tắm 100 lần đi nữa thì cái thân này cũng vẫn là gì? Cái thân bất tịnh. Và nhớ cái điều này. Cái da này nó sẽ bao bọc những cái hôi thối ở trong cái thân thể này. Và máu, mủ, mồ hôi, nước miếng, nước tiểu, phẳng, vân vân. Nhưng mà tại sao mà những cái người mà nó yêu nhau, nó thích nhau? Thân bất tịnh, hôn thân bất tịnh, tại sao nó như vậy? Nguyên nhân gì? Nguyên nhân do gì? Do cái nguồn gốc là gì? Nguồn gốc là si mê. À, phải nhớ cái điều này. Vì cái nguồn gốc si mê mình nhìn thấy nó mới đẹp. Mà đối với những vị mà tu về pháp mà bất tịnh này á, thì mà nói đến tình yêu thì họ không có. Họ nghe thấy gớm. Cho dù mà hoa khôi, hoa hậu mà đẹp thế nào đi nữa, thì những vị mà tu quán rồi thân bất tịnh á, thì họ nhìn cái người đó là gì? Là bất tịnh. Và nhìn cái thân xác này cũng là gì? Là bất tịnh. Và những người mà không tu về cái pháp bất tịnh á thì thấy ồ, cái người này gì nó đẹp, thấy sạch sẽ, thơm tho, mặc quần áo hiệu, đi xe đắt tiền, rồi xịt dầu thơm, rồi tóc kiểu, rồi vân vân, rồi mặc quần áo hay là hợp dáng em, hợp dáng anh thì mình nhìn thấy nó đẹp. Mà đẹp là gì? Đối với những người mà phàm phu, mà gọi là phàm phu nặng. À, còn mà phàm phu mà nó nhẹ mà tu tập quán bất tịnh này, nó nhìn thấy là nó chán dữ lắm.
Nên là có những cái vị đó là họ sống trong pháp, an trú trong pháp, chứ không cái gì, không sống ở trong gì, ở trong tình yêu. À, nhớ gì. Mà nói đến cái tình yêu đây, sư cũng hiện tại bây giờ một video clip ở trên mạng nó rất là nổi. Có một cái người chồng đi chiếc xe Santa Fe là khoảng 1 tỷ mấy. Và thấy vợ là ngoại tình với một cái người đàn ông khác đi chiếc Mazda màu đỏ. Mà khi mà thấy bất chợt như vậy thì cái người chồng cố gắng lại chạy theo để chặn chiếc xe lại. Và bắt tại chặn là vợ của một cái người đàn ông. Thì anh ta rất là bình tĩnh. Anh ta quỳ xuống anh ta lại. Và anh ta đứng lên vậy anh ta chia tay. Và anh chia tay gì? Trong sự gì? Trong sự ngang ngào. Trong sự buông bỏ. Nếu như những người khác là chữ sùm đánh ghen đúng không? Anh chấp tay anh xá xuống. Giống như anh tỉ cái dông này đi vậy đó. Và đây là một cái hình ảnh, một cái nhân văn của một cái người đàn ông. Một người đàn ông là gì? Ở trong cái cuộc sống này á, phàm phu, thì chưa chắc nói ai là cái người là chung tình đâu. Nhưng mà phải sống nhau bằng cái gì? Một cái văn hóa, một cái nhân văn. Cho dù á, là mình ngoại tình hay là vợ nó ngoại tình, đối với người đàn ông này á, khi mà phát hiện vợ ngoại tình á, thì cũng không nên gì ở ngoài đường mà đánh đập phụ nữ, chửi bới phụ nữ. Đó là gì? Mắc một cái nhân văn, một cái văn hóa của người Việt Nam. Thì khi mà nó hết duyên thì sao? Thì đường ai gì? Đường ai nó đi. Nên là anh ta rất là bản lãnh, chắp tay xá một cái. Cảm ơn một cái mối tình này, từ đây trở đi thì nó kết thúc, nó an lạc. Mà khổ nhất là cái cuộc đời này á, quý vị biết rằng á, là khi người ta lừa dối mình, người ta lừa gạt mình á, mà cả cái cuộc đời khi mình nhắm mắt mình chết á, là mình nghĩ cái người đó là cái người chung tình. Nhưng mà cuối cùng nó ngoại tình tùm lum hết. Mình cũng cảm ơn là gì, mình đã phát hiện để gì, để mình gì, mình chia tay. Mà chia tay trong sự lịch sự, chia tay trong sự nhân văn. Mà chia tay đây là nếu mà nói về Phật pháp là cái người này là cũng người có tu đó nha. Chắp tay xá rồi bắt đầu chào. Và sư xem một cái video clip đó, sư thấy nó rất là hay. Còn đối với mọi người mà tu mà bất tịnh á, mà cũng không cần mà xá mà chào luôn, mà tác bạch cúng dường vợ mình cho người khác luôn cho nó khỏe, hiểu không? Tại vì sao? Tại vì cái người vợ, cái thân này nó bất tịnh, và cái người vợ cũng là gì? Là cái thân bất tịnh. Và cái người mà tu tập về thiền bất tịnh á, là họ nhàm chán cái thân này. Rồi nó cao tới mức độ vậy đó. Cái thân mình mà họ còn không dính mắc, thì đừng nói chi là cái thân thể của người khác là bất tịnh. Thì nó giống như là một cái trường hợp này á, là đối với một người mà tu mà đạt tới mức độ mà cao nha, trong thiền định quán về thân bất tịnh á, thì nó nhìn vào cái thân này nó giống một cái hũ mắm. Hũ mắm, mình là hũ mắm, mà người này có vợ là vợ là hũ mắm. Lúc đầu á, mình chưa tu á, mình thấy vợ là hũ vàng. Mà khi mà mình tu mà mình quán về cái pháp bất tịnh á, thì thấy vợ là gì? Nó là hũ mắm. Mà bất chợt mà cái người mà nó không có tu á, thì nhìn vợ của người đàn ông này là gì? Hũ gì? Là hũ vàng. Đó. Nên là bây giờ nó nghĩ là hũ vàng thì nó lấy. Mà cái người đàn ông mà có tu về bất tịnh á, mà cái tâm buông bỏ thì nó gì? Nó bỏ gì? Nó bỏ cái hũ mắm. Đó. Nên là phải chắp tay xuống phải lại thằng kia. Nó cảm ơn. Xin cảm ơn anh đã gì? Anh đã lấy cái hũ mắm cuộc đời của tôi. Đó. Nó tuyệt vời vô đó. Nếu mà trong chùa mà giống như là Phật tử nó thôi tác bạch thôi, tôi cúng dường vợ tôi cho anh, cúng dường cái hũ mắm, mà phải có tu nha. Còn nếu như mà không có tu về cái pháp bất tịnh này, thì đây là hũ vàng. Mà cái người khác mà lại mà chọc ghẹo cái hũ vàng mình, hay là lấy vàng của mình, thì cái người đàn ông này nó sẽ sao? Nó sẽ chửi, nó sẽ đánh, nó sẽ bảo vợ, nó sẽ gìn giữ là gì? Cái hũ này là gì? Cái hũ vàng. Đó. Chỗ này là chúng ta mới tỉnh ngộ được, chúng ta mới giác ngộ được cái chỗ này. Còn nếu như mà mình tu mà bằng có cái trí mà thấy rõ, bằng cái trí tuệ nha, tu tập mà quan tượng thấy rõ đây là gì? Đây là một cái hũ mắm, mà chính mình cũng là một cái hũ mắm luôn. Với một tâm gì? Một tâm buông bỏ. Đây là gì? Đây là bất tịnh. Nên cái việc mà tu tập bất tịnh á, là về cái tình yêu á, về cái nam nữ á,
Để xin thưa rằng là không còn cái cảm giác nữa. Đặc biệt chỗ này. Mà muốn mà không có cảm giác như vậy là phải tu tập, phải quán. Mà nhưng mà muốn được tu cái này là phải rất là khó. Còn quán hồi là tại vì cái tâm ái nó nặng dữ lắm. Có chừng mình quán một người phụ nữ đẹp, mà cuối cùng mình quán là về bất tịnh. Cuối cùng bất tịnh không thấy, toàn thấy đẹp không à. Tại sao? Tại vì cái tham của mình, cái si của mình nó nhiều đời, nhiều kiếp nó nặng dữ lắm. Nên là quán là ngồi chút xíu là ngu người luôn. Nhưng mà mình phải gì? Mình phải thấy rõ bằng gì? Bằng cái sự tu tập hàng ngày, cái trí tuệ mới thấy được là cái thân này là bất tịnh, là tóc, lông, móng, găng, da, mũ, mồ hôi, nước miếng, rồi phẳng, nước tiểu, đàm, vân vân. Và cái da này nè, thì nó bao bọc những cái gì? Những cái hôi thối của cái thân thể này. Và mấy ngày mà mình không tắm thì mình thấy nó dơ kinh khủng lắm. Và kể cả về cái tóc của chúng ta. Thí dụ như mình thấy những người mà nó đẹp, mình thấy tóc mình, có những người đó họ nhờ họ đi làm đẹp, họ vuốt. Rồi có những người mà bắt đầu lớn tuổi chút xíu, bắt đầu tóc nó bạc rồi đó nha. Rồi đi ra phải gì? Đi nhuộm tóc. Tại sao mình phải đi nhuộm tóc? Mới đặt lên một câu hỏi đi. Tại vì mình muốn làm đẹp. Đó. Mình muốn làm đẹp phải gì? Phải đi nhuộm tóc. Rồi đi ra mọi người sợ người ta nói gì là mình già. Mà sợ người ta nói mình già, mà thật sự mình có già không? Có. Nhưng mà mình sống nói gì? Mình sống gì? Giống như là mình lừa với bản thân của mình. Rồi mình sống và mình sợ mọi người nhìn vào, nhưng mà mình không chấp nhận được gì. Đó là cái sự thật. Nhưng mà cái tóc này là gì? Là cái tóc này là bất tịnh. Bây giờ mình già thôi, mình tự nhiên thôi, mình đẩy luôn. Đẩy giống như cái chú đang ngồi với khỏe, gọn, khỏi gì? Nó khỏi dính mắc nhiều. Đó, chú bên đây nó cũng vậy. Chú này cũng cố gắng sắp rồi đó nha. Tóc nó bạc rồi. Nghe này xong rồi lúc nào mà phát tâm bồ đề lên rồi, đẩy luôn cho nó gọn. Mà càng á, mà cái tóc già bắt đầu nó bạc. Mà đi đến đâu mọi người mới nói sao 50 tuổi phải sao không nhuộm. Người này nói, người kia nói là mệt lắm. Rồi cạo luôn cho nó gọn. Mà nếu như vậy thì mới sao mới được an vui. Mà sao những người con gái mà tại sao họ dính mắt? Tại vì họ gì? Họ thích đẹp vào cái thân xác này. Nên là những vị mà muốn tu tập là phải gì? Là phải quán về cái thân bất tịnh này. Khi mà quán về cái thân bất tịnh thì mới an lạc được. Nó còn không được trong cái cuộc đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy là gì? Là mình đẹp không à? Rồi giống như lúc trước sư nhìn lại cái hình ảnh lúc trước với hình ảnh bây giờ. Rồi cách đây phải có 10 năm sư nhìn cái hình ảnh của sư thấy sư đẹp lắm. Bây giờ nhìn thấy sao nó già. Tự nhiên mình bị phân tâm vô cái chỗ đó. Cái phân tâm vô chỗ đó là tại sao? Tại vì mình còn nghĩ là gì? Nghĩ là đẹp, nghĩ là xấu. Mình nghĩ mình đẹp là xấu trên cái thân thể này là gọi là gì? Là si mê. Nhớ vậy đó. Vì sao? Tại vì mình còn si mê mình mới nghĩ là mình đẹp. Mình còn si mê mình thấy cái thân xác mình nó đẹp, mình nên mấy gì? Mới tự hào về mình để so sánh với những người khác. Và xin thưa rằng là đối với những người mà phụ nữ mà đẹp á, mà giảng về cái thân bất tịnh á, là họ không chịu nghe. Thì vào thời Đức Phật á, thì có một cái câu chuyện là hai ông bà la môn này có một người con gái rất là xinh đẹp, đẹp dữ lắm. Bây giờ nó quá đẹp đi, bây giờ tìm một cái người chồng cho con gái của mình á là sao phải xứng đáng. Mà Đức Phật ngài là biết được cái nhân duyên của không hai ông bà la môn. Và chính điều đó là Đức Phật đi để lại cái dấu chân. Hai ông bà la môn này là một người rất là giỏi tướng số. Bởi nhìn thấy mà cái dấu chân, cái bàn chân của Đức Phật á, thì biết đây là một vị vĩ nhân, vĩ đại. Tới là hai ông bà đi đến để gặp Đức Phật. Và khi mà gặp Đức Phật là gì? Để gặp Đức Phật, xem Đức Phật là người đó như thế nào. Và khi xem rồi về Đức Phật là có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, rất là đẹp. Nên là thấy là gì? Là cái người này là mà xứng đáng để gì? Để gả đứa con gái cho. Tới là đi đến để hẹn Đức Phật để gặp. Thì Đức Phật ngài cũng im lặng. Vì Đức Phật ngài biết là nhân duyên của hai ông bà la môn này đó. Tới
Tức là hai vợ chồng về mới dắt cái người con gái mà nó đẹp, đẹp dữ lắm, để gặp Đức Phật. Và khi mà gặp Đức Phật, Đức Phật ngài giảng về gì? Là 32 thở trượt, tóc, lông, móng, găng, da, mồ hôi, nước miếng, mũ máu. Hai bà la môn mà khi mà nghe pháp của Đức Phật á, thì chứng đắc quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà cái người con gái mà đẹp như vậy á, mà giảng về bất tịnh thì khởi lên cái tâm gì? Tâm hận thù, tâm gì? Tâm quan trái với Đức Phật. Để kinh khủng chưa? Thế là một cái thời gian sau, thì cái người cậu, cái người con gái này giới thiệu cho cháu mình cho đến nhà vua. Và khi mà nhà vua mà sủng ái mà cô ta, tại vì cô ta quá đẹp đi, mới trở thành gì? Mới trở thành hoàng hậu. Và khi mà đã trở thành hoàng hậu rồi á, là gì? Hận thù Đức Phật. Mỗi lần mà Đức Phật về Chư Tăng đi á, khắc thực á, thì thuê người, kiếm người lại gì? Để chửi mắng Đức Phật, chửi mắng Chư Tăng. Mà khi mà chửi liên tục nó như vậy á, thì Đại Đức Ananda chịu không nổi. Mới sao mới thưa với Đức Phật. Giờ mà thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đi đến cái chỗ khác. Và Đức Phật nói rằng, này Đại Đức Ananda, nếu như mà đi đến chỗ khác mà bị chửi nó như vậy thì phải làm như thế nào? Thì Đại Đức Ananda nó kêu tỉnh Đức Phật đi chỗ khác nữa. Mà đi đến chỗ khác rồi cũng bị chửi như vậy rồi sao? Đã thỉnh đi Đức Phật đi chỗ khác. Đức Phật nói trả lời rằng, này Ananda, hãy gì? Hãy kham nhẫn. Ngay hiện tại sẽ không gì không quá 7 ngày. Thế là chửi Đức Phật với Chư Tăng 7 ngày mấy người để chết, sanh xuống gì? Sanh xuống địa ngục. Mà vào thời Ấn Độ là cái số 7 á, là cái gì nó cũng gì không quá là gì? Không quá 7 ngày. Nên ở đây chúng ta hiểu, có người nào mà chửi chúng ta mà liên tục á, thì chúng ta cứ việc chúng ta đứng chúng ta nghe. Cái bà hàng xóm mà chửi mình á, thì cứ mình cứ việc mình đứng mình nghe. Sáng mình đứng, trưa mình đứng, chiều mình đứng. Còn thêm cái buổi tối mình cũng cố gắng mình đứng, cho nó chửi mình 7 ngày, cái tới ngày thứ 7 cái nó chửi không nổi luôn đó. Nó không quá 7 ngày, nó chửi liên tục nó như vậy là yên tâm. Sáng sớm ra, ừ, chị hai khỏe không? Chửi quá 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 quá. Tới trưa ăn cơm xưa bước ra, ừ, chị hai lúc này đẹp quá ha. Cái chữ quá 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 quá. Tới bữa chiều xuống, à, chị hai có đi chợ ăn cơm có ngon không? Và chửi quá quá. Cái bữa tối nữa chị hai cả ngày, chị có ăn lạc không? Và chửi 7 ngày liên tục là yên tâm. Và thở luôn. Bà thở mà thở bằng miệng chứ không còn thở bằng mũi nữa. Tại vì không quá 7 ngày, không còn gì, không còn sức để gì để chửi la nữa. Vậy khi mà chửi Đức Phật như vậy thì cũng không quá gì, cũng không quá 7 ngày. Và chính điều này để cho chúng ta thấy là gì? Tức là về cái quán, về cái bất tịnh này, và đối với những người mà phụ nữ, nhất là những người phụ nữ đẹp, thì nghe cái bài kinh này họ không thích. Tại sao không thích? Tại vì cái tham ái của người phụ nữ về cái thân xác này á, nó rất là nhiều. Nhớ cái chỗ đó, dính mắt. Cái người phụ nữ đa số là gì? Thích gì? Thích đẹp. Cái người đàn ông cho dù nó sàn sàn đi nữa thì nó cũng có cái hơi hóm của đàn ông. Nhiều khi nó dơ chút xíu nó cũng không sao. Nhưng mà cái đối với người phụ nữ là quan trọng về cái thân xác này, quần áo này nọ, rất là kỹ lưỡng. Và từ nhỏ là cha mẹ đã dạy là sống thì phải sống sạch sẽ. Khi mà càng lớn nữa thì càng gì, nó càng ý thức là cái người phụ nữ phải sống gì, phải sống sạch sẽ về nhà cửa, quần áo mặc. Ví dụ một trường hợp đi, một cái thanh niên đó, rất là đơn giản như mấy chú, mặc quần áo thì đôi khi nó áo thun đâu cần phải ủi. Nhưng mà đi ra ngoài đường á, là người khác người ta nói không nhiều. Nhưng mà một cái người mà phụ nữ mặc một quần áo mà nó nhăn nheo mà không ủi thì bị những người khác hỏi sao họ nói. Vì trong một cuộc sống nó như vậy á, thì cái người phụ nữ là càng gì? Càng phải làm đẹp. Mà càng làm đẹp chừng nào á, thì càng dính mắt vào gì? Vào cái thân này chừng đó. Mà phụ nữ đẹp thì càng dính mắt nhiều hơn. Và càng mà dính mắt về cái tâm tham ái này thì bây giờ muốn tu tập quán và bất tịnh á, xin thưa là rất là khó. Nên cái pháp môn bất tịnh này chỉ có những vị nào, những người nào mà hữu duyên á
mà thích cái pháp môn này á thì mới tu. Ví dụ như một cái trường hợp một cái người phụ nữ đẹp quá đi, bây giờ cái cuộc đời này nó đau khổ với đàn ông. Đàn ông nó theo ghét mà ghét nó phiền. Và khi mà nó phiền quá mà nó đau khổ quá thì lúc này mới quay về á, về cảm giác đau khổ. Thì lúc đầu thì mình tự hào về cái thân này nó đẹp. Mà trải qua nhiều cái sóng gió cuộc đời á, mình mới thấy là hai cái cuộc đời này mình làm một người phụ nữ đẹp là một cái sự đau khổ. Một người phụ nữ đẹp cho dù có chồng đi nữa cũng bị nhiều người khác nó dơi, rồi nó dụ dỗ. Và bao nhiêu sóng gió cái cuộc đời. Và chính điều này bắt đầu mới thấy gì? Thấy chán. Thấy chán bắt đầu từ từ sau mới nó thuận duyên an trú trong pháp. Để gì? Để tu tập cái gì? Cái pháp bất tịnh này. Khi mà tu tập pháp bất tịnh này là càng ngày á, cái người đó gì càng để thấm thía từ từ mới thấy rằng là gì, cái thân này là cái thân bất tịnh. Mới đầu các anh mà lại mà tán em thì em cũng thấy phê phê chứ, khi mà tu mà bất tịnh này gặp mấy anh thì thấy giống như cái hũ mắm hết rồi. À, chính cái chỗ này nó rất là đặc biệt. Nên là nếu như mà ở đây mà tu tập nha, về cái pháp môn này á, nhất là mấy vị Phật tử mà trẻ trẻ, là khi mà tu tập về pháp môn mà bất tịnh này thì xin thưa rằng là thôi khỏi lấy chồng luôn. Mà trường hợp mà đã có chồng rồi á, mà tu pháp môn là bất tịnh này chắc bỏ chồng luôn. Tại vì sao tối ngày ngủ với hũ mắm sao chịu nổi, đúng không? Đó là chỉ là để dành gì? Để dành cho những vị mà những vị này gọi là chuyên tu và gì cái buông bỏ rất là cao. Phải tu tập về quán gì? Quán về cái gì? Cái thân bất tịnh này. Với cái cuộc đời này mà quý vị vừa thấy là những cái người mà thân thiết giống như là vợ chồng mà mình thấy rõ nha. Hay là kể cả người yêu luôn mà thấy rõ đây là một cái hũ mắm. Và bản thân mình thấy rõ là mình là một cái hũ mắm, là cái thân bất tịnh. Thì làm sao mà có cái cảm giác mà để gì? Để yêu được. Rất là khó. Nhưng mà tại sao vẫn còn cái dính mắc? Tại vì cái tham ái nó rất là rộng lớn bao la. Không tham ái vào cái thân này, coi chừng mình phải dính mắc về gì? Cái pháp. Hay là bị chướng ngại. Tức là những cái cảm thọ lạc. Mà khi lúc đó mà tu tập thiền định á, nó phát sinh gọi là cái những cái hỷ lạc. Thì lúc đó hành giả nó sẽ khởi lên cái tâm gì? Đó là cái tâm liếng ái. Dính mắc gì? Dính mắc ở trong pháp. À, đây là một điều rất là nguy hiểm. Đây là một điều cũng chướng ngại cho hành giả. Tại sao? Tại vì còn dính mắc ở trong pháp, còn có cái tâm muốn hưởng thụ, thì đây gọi là gì? Tâm tham. Thì nó cũng bị gì? Nó bị cái luẩn quẩn ở trong cái chỗ này. Cũng rất là gì khó để mà gì tu tập tiến một bước nữa. Và tiếp tục là phần thứ 4 trong cái bài kinh này, là vị ấy quán thân này với 4 đại hợp là địa, thủy, hỏa, phong. Tức là vị tỳ kheo quán sát thân này về các vị trí giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và gì phong đại. Và quán tưởng cái thân này là gì? Đất, nước, lửa, gió, 4 cái. Tức là cái thân này nó hội tụ được đều do gì? Đất, nước, lửa, gió. Mà đất á, là gì? Nó cứng và mềm. Nước á, là nó sự gì? Nó sự gom lại, động lại. Lửa là gì? Cái sự nóng và lạnh. Gió tức là gì? Giống như chúng ta đưa tay ra, đây là gió. Không, đất không phải là giống như là cái cục đất của mình nha. Gió không phải là giống như là một cái gió thổi. Lửa không giống như là một cái lửa nóng. Mà cái thân này nó hội tụ được đều do gì? Đất, nước, lửa, gió. Và cái bàn này, mà chúng ta thấy một cái bàn đó vậy, cũng đều có là gì? Đất, nước, lửa, gió. Chứ không phải là Sư Phước Toàn. Sư Phước Toàn tức là gì? Đây là pháp tục đế định đặt.
mà định đạt danh chế định, nghĩa chế định, gọi là pháp tục đới. Mà pháp chân đới không phải đây là sư phước toàn, mà đây là gì? Đất, nước, lửa, gió. À, mình nhớ vậy đó. Nên là Đức Phật Ngài dạy là gì? Là không có gì, không có cái ta. Mà chỉ có gì? Chỉ có đất, nước, lửa, gió. Không có sư phước toàn, không có ông Nguyễn Văn A, không có bà Nguyễn Văn B. Nhưng mà cái thân này là có gì? Có đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà pháp tục đế mình định đặt, à, đây là cô Vân, đây là sư phước toàn, ở đây là chùa Giác Ngộ, ở Đồng Nai cái chùa sư phước toàn đang ở là thiền viện Phước Sơn hay là chùa Phước Long. Thì cái này gọi là gì? Pháp gì? Pháp tục đế. Tức là pháp tục đế gì? Để định nghĩa ra, để gì cho mình hiểu về danh chế định, về nghĩa chế định. Giống như là mình nhìn vào đây là mình biết là gì là Đức Phật. Mình nhìn vào đây là mình biết gì? Đây là một cái bình hoa. Mình nhìn vào đây là mình biết là chai nước uống để uống. Mình biết ở đây là gì? Là sách, là vở, vân vân. Mà tất cả những cái này là gì? Là pháp tục đế. Một pháp tục đế chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không nên gì? Không nên dính mắc vào đó. Mà chúng ta nhìn vào cái thân thể này, chúng ta đây là thân này là của sư phước toàn, tay này sư phước toàn, cảm giác của sư phước toàn, vân vân, là cuối cùng là gì? Là sư khổ. Mà nếu mà quý vị mà nghĩ là cái thân này là của mình là mình khổ. Mình nghĩ xem cái thân này là gì? Là không phải của mình, cũng không phải là mình tên gì, dòng họ gì, dòng tộc gì. Mà cái thân này nó chỉ có bốn cái là gì? Đất, nước, lửa, gió. Chỉ nhìn rất là đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nó đơn giản nhưng xưa là rất là khó, chứ không phải dễ. Ví dụ như nó cái tay này tay của ai? Nó tay của tôi chứ tay của ai? Nó nói cái tay này là đất, nước, lửa, gió, nó có bị khùng không vậy? Tại vì cái người này thì gì chưa? Chưa hiểu được pháp. Mà khi mà hiểu được pháp là gì? Cái ta của mình nó không còn nằm trong cánh tay, không còn cái thân này. Mà tất cả những cái này đều do gì? Đều do đất, nước, lửa, gió mà gì? Mà nó cấu tạo thành với cái thân thể này. Và tiếp tục là cái phần 5 trong cái bài kinh này, là vị ấy quán các giai đoạn của một thi thể văng bỏ ở nghĩa địa. Thì nó có 4 phần. Thứ nhất là quán thân này là gì? Bầm sanh, phình ra và nát ở gì? Ở nghĩa địa. Thứ nhất là cái thân mà nằm ở nghĩa địa một thời gian ngắn á, là nó sẽ như thế nào? Nó sẽ gì? Nó sẽ phình ra, nó bầm sanh ra. Bắt đầu thì sao? Nó chuẩn bị, nó hôi thối rồi. Và một thời gian là phải quán cái thây này là bị gì? Bị thú rừng giống như là chim ăn. Ví dụ như quý vị Phật tử mà xem những người mà Tây Tạng á, là họ không có gì, họ không có thiêu hay là quăng dưới sông hay là chôn. Nhưng mà họ đem những cái thi thể ở trên núi để cho những con quạ hay kinh kênh đó đến là gì? Đến là ăn. À, nên là có những cách để mà để thiêu hủy cái thân này, giống như là thủy tán, hỏa tán hay là địa tán. Còn cái nữa gọi là gì? Điểu tán không? Điểu là chim. Tức là gì? Cho chim ăn, thú rừng ăn. Và phần thứ 3 ở trong phần 5 lớn này, đó là quán thây chỉ còn bộ xương dính thịt và máu. Tức đây là một cái giai đoạn là gì? Giai đoạn thứ 3. Bây giờ khi mà nó chim ăn hay là thú rừng bây giờ nó ăn, nó còn lại cái xương. Mà cái xương này nó còn gì? Một chút xíu gì? Tỉ máu nhỏ ở trong đó. Tức là phần thịt đa số là thú rừng nó đã gì? Đã ăn. Đó rồi mình nhìn cái bộ xương này để gì? Để mình quán về gì? Về cái thân bất tịnh. Và cái thứ tư là gì? Quán thây này chỉ còn một cái xương trắng rã rời. Tức là một cái thời gian dài rồi, bây giờ cái xương này nó không còn gì? Nó không còn cái máu nữa. Không còn một cái tỉ chút xíu gì xương. Bây giờ cái xương này gì? Còn lại gì? Là cái xương trắng. Ví dụ như trường hợp là những người mà khoảng là một năm, hai năm mà đi lấy cốt của những cái người thân á, đào mộ lên là khi mà thấy là gì? Cái còn một cái gì? Một cái xương trắng. Đó là một trải qua một cái thời gian dài.
Khi mà thấy những cái xương trắng như vậy, mình phải quán tưởng là sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải chết. Cái thân xác này có nên nhiều giai đoạn nó như vậy. Để chi? Để mà mình đừng gì, đừng có dính mắc vào cái thân này. Và tại sao những cái pháp môn nói về cái thân? Tại vì đa số chúng ta gì? Chúng ta dính mắc vào cái thân này rất là nhiều. Vì do dính mắc nhiều như vậy á, nên là chúng ta phải tu tập, phải quán gì? Quán vào cái thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh chưa đủ xong là phải quán gì? Quán tử thi. Đó. Và xem những cái tử thi bắt đầu nó hôi thối, nó phình ra mà mình nhìn. Mới đầu chúng ta nhìn cái tử thi á, là nó hôi thối. Và khi mà hít nó quen rồi bắt đầu nó thành ra cái thọ gì? Cái thọ xả. Đó là những cái người mà họ thiêu đốt mà những cái thi thể mà hôi thối á. Thì khi mà đốt á, là quý vị biết rằng nó có một cái cây sắt dài. Cái cây sắt dài khi mà lửa mà nó đốt như vậy thì cái người mà thiêu á, nó cầm cái cây sắt dài nó mới đâm vào cái thân thể để chi? Cho máu mủ nó chảy ra thì cái lửa sẽ đốt xèo 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 vậy đó. Và những cái vị nào mà có một cái nghề nghiệp, tức là cái nghề nghiệp mà làm ở trong cái lò thiêu á, mà thiêu mà vào cái thời xưa nha, bây giờ thiêu mà bằng một cái hiện đại bây giờ nó khác. Thiêu hồi xưa tức là gì? Để một cái thi thể lên phía trên và chắc gì? Chắc củi xung quanh. Mà khi mà chắc củi xung quanh á, những cái cây xung quanh mà khô á, thì đốt lên. Khi đốt lên cái thân thể ở phía trên á, thì cái ngọn lửa mà muốn để cho mà cái thi thể này á, mà nó hủy tán nhanh á, là phải gì? Nó phải có một cái cây sắc nhọn. Thì nó đâm vào những cái thịt. Bắt đầu máu nó chảy ra nó từ 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 từ. Và khi mà cái trong cuộc sống 5 năm, 10 năm, có khi mà 20 năm mà làm một cái nghề nghiệp á, mà để gì? Mà để hỏa tán những cái thi thể á. Và do cái nhân này, cái duyên này á, cái đời sau những người này mà nó sanh ra mà biết được cái Phật Pháp á, mà Đức Phật Ngài dạy về cái thân bất tịnh hay là quán tử thi á, thì cái vị này nghe rất là dễ. Tại sao? Tại vì cái ở trong kiếp quá khứ là gì? Ví dụ như là 500 kiếp là một cái nghề là gì? Là hỏa tán và tiếp cận những cái thi thể. Cho nên bây giờ chỉ cần Đức Phật Ngài nhắc đến là gì? Là giác ngộ, là tỉnh ngộ. Và sớm muộn gì là chúng ta cũng phải gì? Cũng phải chết. Và cái thân xác này nó cũng giống như vậy. Nhưng mà hiện tại vì cái thời này là cái thời hiện đại. Cái thời hiện đại là sao? Là khi mà vừa mắc rồi để vào trong hòm, bắt sao rồi bắt đầu kín lại, đừng cho bốc mùi ra ngoài, khoảng 3 ngày, 4 ngày hay là 1 tuần. Rồi khi mà đưa đến cái lò thiêu á, mà lò thiêu mà cái hòm á, nó tự động mà đưa vào ở bên trong thì nó sẽ bít lại, nó đưa lên một cái lịch. Cái lịch là lò thiêu là có thể 1 ngày, 2 ngày, tùy theo cái thời gian. Và đi đến là chỉ nhận gì? À, nhận cốt thôi. Nên là chúng ta không có thấy được về quán tưởng về gì? Về cái tử thi. Nhưng mà đối với những cái đất nước giống như là kể cả đất nước Miến Điện hiện tại bây giờ, vì những cái đất nước mà nó ít phát triển á, thì đa số là họ hỏa tán bằng gì? Bằng củi. Đó. Mà đặc biệt là những cái ngôi chùa ở đất nước Quốc giáo, mà nhất là ở đất nước Miến Điện á, thì cái ngôi chùa thì nó có gì? Nó có cái lò thiêu. Tức là những Phật tử hay là những dân địa phương ở trong một cái vùng đó, ai mắc thì sẽ đem cái thi thể đó vào ở trong chùa để tụng kinh, cầu siêu nguyện và gì? Và hỏa tán tại ở trong gì? Trong đất chùa và nhà thiêu của nhà chùa. Và khi mà thiêu nếu như vậy là những cái người thân đi đến mà nhìn thấy cái thi thể mà bị gì? Bị thiêu đốt. Rồi sao? Phải gì? Phải quán tưởng về gì? Về cái tử thi. Và đặc biệt là những cái đất nước Phật giáo mà Miến Điện nó mới có. Mà có là những cái vùng sâu vùng xa nha. Và nếu như mà ở thủ đô thì xin thưa là cái trường hợp này nó rất là ít. Vì cái thủ đô Miến Điện là đa số những người dân giàu rất là tăng tiến. Và chỉ có trường hợp là những cái vùng ở vùng quê, vùng sâu vùng xa,
thì nó vẫn còn, nhưng mà số lượng rất là ít, gọi là gì? Hỏa tán bằng gì? Bằng củi hay là cây khô, vâng phải. Và tiếp tục là cái phần thứ sáu. Phần thứ sáu này ở trong bài kinh là thân hàng niệm. Tức là cái vị này phải ly dục, ly bất thiện và chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và gì? Và ngũ thiền. Và khi mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền như vậy á, thì ma vương không có cơ hội làm hại được. Tức là đối với những vị mà không tu tập thiền định á, thì đa số vị dính vô gì? Dính vô cái tham dục, hưởng thụ về sắc, tinh, hương, khí, vị, xúc. Và chính điều đó đối với những cái chúng sanh bị tham đắm vào rất là nhiều, thì cái ma vương cái gì nó mới chi phối được. Và những vị mà tu tập á, mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền á, thì lúc này ma vương không làm hại được, nhưng mà vẫn còn gì? Vẫn còn chi phối, chứ chưa dứt điểm được. Tại sao? Tại vì khi mà chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì cái những cái thiền định này cũng ví như gì? Đá nó đè cỏ lại thôi. Giống như những vị nào mà tu tập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, thì trốn được ma vương. À, nhưng mà trốn những ma vương trong một cái thời gian nào? Ví dụ như mà chỉ cần mà bị đứt thiền mà dính mắc thì lúc đó ma vương chi phối tiếp. Chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, an trú trong thiền, thì lúc này thì gì? Trốn được ma vương. Nhưng mà chưa cắt trừ được phiền não. À, cái chỗ này rất là hay. Và tiếp tục là cái phần 8 và cái phần 7 này, tức là cái phần cuối cùng, là Thế Tôn nhắc đến 10 lợi ích của thân hành niệm mà khi tu tập đến chỗ viên mãn là nhiếp phục được lạc bất lạc, nhiếp phục được sợ hãi, kham nhận được cảm thọ về thân, những cảm thọ khó chịu nhất, chứng được tứ thiền và chứng được lục thông, chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc thần thông, lậu tận thông, và trở thành vị gì? Vị A-la-hán. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng á, đây là những pháp môn thân hành niệm. Mà thân hành niệm này muốn chứng đắc được quả vị A-la-hán á, thì phải kết hợp với gì? Với thiền tuệ. Mà nếu mà tu tập mà quán về cái thân bất tịnh này á, là nó đạt nó cao nhất đi nữa là đến gì? Đến ngũ thiền thôi. Tức là thiền sắc giới. Bây giờ tới thiền sắc giới rồi, muốn tu tập mà đến thiền vô sắc thì phải tu gì? Không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, hay là phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà muốn chứng đắc được quả vị A-la-hán thì cái vị này phải có gì? Phải có thiền tuệ. Vì cái thiền định này không đủ khả năng để sát trừ phiền não. Quý vị Phật tử phải nhớ rõ như vậy. Phải thiền tuệ nó mới sát trừ phiền não được. Mà muốn sát trừ được phiền não là quý vị này là căn bản phải có gì? Phải có thiền định. Mà đã có thiền định thì phải tiến chuyển theo gì? Thiền tuệ là phải tu tập thiền tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và gì? Và pháp quán niệm xứ. Đây là cái thiền tuệ, là cái thuyền này gì? Mới có cái trí tuệ để xét trừ phiền não là gì? Tham sân si ở trong cái cuộc đời này được. Mà chứng đắc được vào vị A-la-hán. Và bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc theo sư. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến tất cả chư thiên long thần hộ pháp, nhất là chư thiên
ngự xung quanh chùa Giác Ngộ này và ngôi nhà chúng con. Xin quang hỷ, xin quang hỷ, xin quang hỷ về đây thọ nhận. Sau khi thọ nhận xong, xin mách bảo đến hương linh đọc tên những người thân của mình. Được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, cho được như sở nguyện. Lần thứ nhì, lần thứ ba, xà tu lành thai.